Tôi xin nói lên một cái điều quan trọng cho đồng bào trong nước và ngoài nước được biết. Với điều đối với tôi xin thành thật trình bày, cũng như tất cả đồng bào đều biết rõ, tôi là người tu từ nhỏ tới lớn, không bao giờ dính mắc cái việc danh lợi tiền bạc đối với ai cả. Có một điều quan trọng là ngày gần đây, nghệ sĩ Ngọc Nhung lợi dụng danh nghĩa của tôi để nói lên cho mọi người biết là nghệ sĩ lo cho tôi từ cơm ăn áo mặc hay là tiền bạc, còn những con cháu tôi thì chỉ lợi dụng xài tiền của tôi thôi chứ không lo gì cho tôi hết. Điều đó là vô lý và nói những điều bất nghĩa, không phù hợp với đạo đức. Con cháu tôi đứa nào nó cũng khá, cũng giàu, nó giúp đỡ tiền cho tôi xài không hết. Tôi không bao giờ xài đồng tiền của người nào gửi đến cả. Vì có những người được tôi giúp đỡ hết bệnh mà họ mang ơn, họ giúp chút ít là để tôi làm việc từ thiện, giúp cho xã hội, giúp cho dân nghèo, giúp cho đồng bào đau khổ, từ thuốc men bệnh tật cho tới ốm đau, nhà cửa, rách dưới hoặc giả là không cơm ăn áo mặc. Tôi luôn giúp tuôn cả mấy tỉnh mà hiện giờ ở trong nước ngoài nước ai cũng đều biết tôi không xài đồng tiền của ai gửi đến cả. Vì người ta giúp cho tôi, vì ân nghĩa tôi trị người ta hết bệnh mà tôi đem cái đó ra để giúp lại cho đồng bào, giúp lại cho những người đau khổ, chứ tôi không có xài một đồng nào. Gần các cháu tôi nó giàu, nó giúp đỡ cho tôi xài cũng không hết, không bao giờ nó lợi dụng của ai, nó chỉ lo cho tôi thôi. Còn Ngọc Nhung lấy danh nghĩa giả dối là lo cho tôi, chứ thật Ngọc Nhung không lo gì cho tôi cả, gạt lừa tôi để lấy danh nghĩa của tôi rồi xin tiền đồng bào từ trong nước tới ngoài nước để đem ra làm những việc khung quý vô ích và cho rằng làm việc đạo nghĩa hay giúp đời. Điều đó bà con đừng tin. Vì vậy từ đây tôi nói lên đây là sự thật. Nói đây tôi không phải ghét dơ gì Ngọc Nhung, là vì tôi thấy rằng để cho cổ làm như vậy gây tai hại cho mọi người, rồi cái nhân xa địa ngục rất đau khổ. Tôi không đành để cho làm như vậy hoài, mà tôi phải nói lên tiếng nói. Còn kêu tôi bằng ông ngoại cũng không phải do tôi, mà do mẹ của Ngọc Nhung đau, tôi trị hết bệnh mới xin làm con nuôi. Do đó Ngọc Nhung mới kêu tôi bằng ông ngoại, lấy danh nghĩa của tôi, lợi dụng tôi, phá hại cái việc đạo nghĩa của tôi, làm cho mất danh dự đạo nghĩa, làm cho đau khổ nhiều người, giúp đỡ cho Ngọc Nhung, tới những người nước ngoài gửi tiền cho Ngọc Nhung, Ngọc Nhung xài phí xa qua, chứ không có nói lại cho tôi hay điều đó nữa. Mà bây giờ rất nhiều người đã lầm lạc Ngọc Nhung như vậy, cho nên buộc lòng tôi phải nói lên tiếng nói này là sự thật. Và tôi không muốn cho địa ngục xa địa ngục đời đời, tôi mới nói lên để giúp cho Ngọc Nhung ăn năn sám hối, trở lại con đường lành, nhờ Phật trời gia hộ, con người giác ngộ để khỏi tội lỗi, khỏi xa đọa. Chứ tôi không ghét gì Ngọc Nhung cả. Và đối với mọi người tôi nói lên đây là sự thật, cho mọi người đều biết và chính quyền các nơi đều biết, đừng lầm lạc lời nói của Ngọc Nhung nữa. Đây là lời chân thật của tôi, mong quý vị thông cảm. Đến đây kết thúc. Thân ái kính chào toàn thể quý vị.